là Sài Gòn. Với lại khi mà đi vào hôm ngày 11 á, đi vào để họp quên ngày 12 đó, cái cuộc họp báo chung mà lúc nãy bác Phương có nói là hai cái bục hai bên ông này kia, là họ tổ chức cái họp báo rất là hay. Hai bên đứng song song với nhau hai đấy, cái podium, hai cái bục để nói rất chuyện là trình trọng. Rất là trình trọng. Trước đó thì ông Donald Trump cũng giống như Obama năm ngoái đó, là đi qua một hàng quân, duyệt hàng quân nhân dân. Thì ngày hôm đó là năm cơ quan báo hải ngoại, gồm có Phố Ra TV, Lý Trị Sài Gòn TV, Người Việt, SBTN và KBC hải ngoại, có tất cả là chỉ được có hai cái vé. Hai cái vé thì một cái vé là chia cho SBTN và Người Việt. Họ nhắm hay lắm, tại vì họ biết Đỗ Dũng là người bình luận của SBTN, thành ra đi chung với nhau. Còn bên này thì ba cơ quan thì chung một cái vé. Thế nhưng mà khi mà buổi sáng tôi ngồi tôi làm cái live stream ở trên khách sạn, tôi bảo rằng là nếu mà như vậy thì tôi sẽ không đi. Đấy. Tại vì có cái một cái vé mà đã phải nhường rồi, chưa nhường nhịn, nhường qua nhường lại thì cũng chẳng đi tới đâu. Mà thì lại xếp ông Đoàn Trọng, ông là Little Sài Gòn TV, ông là người sẽ nhận cái vé đại diện. Thì trong cái luật của luật chơi Việt Nam họ rất thông minh, họ chơi nó gọi là pool share media, gọi là pool, the pool là đi đi chung với nhau, share tức là chia sẻ, media tức là tin tức. Thì các đài truyền hình chẳng hạn như là ví dụ nó chỉ cho đài CNN hay là mới lại Reuters chẳng hạn chỉ một cái vé, thì họ share với nhau. Mà khi họ làm cái bản tin họ đề rõ ràng là pool media. Đấy. Thì ví dụ CNN nó viết là pool media thì để cho biết rằng cái bản tin không phải của CNN mà bản tin được chia sẻ, thì chia sẻ với ai thì cái chuyện nó không cần biết, người độc giả không cần biết, nhưng mà họ phải để như vậy. Thì tôi nói rằng là thôi thì tại vì năm ngoái tôi đã đi đón ông Obama rồi thì chắc là tôi không đi, pool xe thì để cho hai ông xe với nhau. Thì ông đi từ Sài Gòn mấy ông Phú Bôn Sa xe. Thì ông thì lúc mà 1:30 đó họ tới để họ đưa cái vé, 9:30 sáng họ tới để đưa cái vé. Thì Đoàn Trọng tự nhiên cái cô Thu Anh mới đưa cho tôi vào KBC hải ngoại có một vé riêng. Đấy. Thì lúc đó đây là sự thật. Đấy. Thì lúc đó tôi mới không nói gì hết, Đoàn Trọng nói bảo chúng tôi có hai người làm sao mà chúng tôi có một mình tôi vào trong đó. Thì Đoàn Trọng chắc chắn là một mình, Đoàn Trọng không làm gì được hết, bởi vì Đoàn Trọng không phải là nhà quay phim và không biết quay phim luôn. Đấy. Thì không lý ông nói bằng trong cái audio trong để về để nó sẽ trở thành báo nói chứ không phải là báo hình á. Thì tôi nháy mắt Đoàn Trọng lúc đi vào trong cầu thang máy, tôi mới nhường cái vé nó cho Đoàn Trọng. Tôi bảo anh cầm cái vé này anh dẫn đi David Trần, tức là Minh Chuột á, đi với anh thì để hai người thâu phim. Thế còn tôi bảo thế còn anh thì chừng nào anh làm xong thì anh đưa cái video cho tôi làm xong. Thì có điều cái anh Đoàn Trọng chơi không được đẹp ở chỗ, hay là sự thật như vậy là không sao, không biết. Anh Đoàn Trọng nói rằng hai đứa tụi tôi về đều bị bệnh và không chuyển được video đi. Nhưng mà trên thực tế đó thì cái video đó David Trần đã làm xong rồi, đã đưa cho Đài Little Sài Gòn chiếu rồi. Thành ra anh Phố Bôn Sa anh mới giận, anh bảo rằng á, thôi trễ rồi, đằng nào cũng trễ rồi, thôi tôi không làm nữa. Nhưng mà KBC hải ngoại vẫn nhận như thường và vẫn đưa lên tiếp tục. Coi như là mình là đi mượn của người ta hay cái gì, không thành vấn đề. Mặc dù mình là người hy sinh. Thì cái chuyện mà anh Đoàn Trọng bị ngã bệnh hoặc là David Trần bị ngã bệnh đối với tôi đó, là chuyện thật hay chuyện giả không thành vấn đề nữa, là bởi vì đó là nó đã lên rồi, đáng nghĩa là theo luật anh phải đưa cái raw material, tức là anh đưa cái bản chính, bản nguyên bản, xong rồi đó mỗi một đài họ làm theo một cách khác nhau, mặc dù tiếng của anh vẫn Đoàn Trọng trong đó.
Mấy người hỏi tại sao anh ngu như vậy anh Hùng. Tôi bảo không, tôi không ngu. Tôi có kế hoạch hết. Kế hoạch của tôi là để cho anh Đoàn Trọng, thứ nhất, lần đầu tiên anh được nhà nước Việt Nam mời về làm một cái phóng sự. Mà cái APEC là một cái phóng sự rất là quan trọng. Thì tôi muốn để cho cái đài Little Sài Gòn TV. Nhân tiện đây cũng trả lời luôn một độc giả mới hỏi tôi, Little Sài Gòn TV có nghĩa là gì? Đó là cái tên của người ta, cũng giống như Nguyễn Phương Hùng là Nguyễn Phương Hùng, đâu có nghĩa là gì. Tôi có câu hỏi cho anh Đoàn Trọng. Anh Đoàn Trọng đã cơ hội về Việt Nam quay phim trực tiếp. Bây giờ tôi muốn nói tính thực của anh Đoàn Trọng nói về cái APEC. Tôi đang trông mong anh Đoàn Trọng nói về cái APEC, riêng lời của chính anh. Vâng, thì anh hôm đó anh đã nói là cái video đó là KBC Hải Ngoại lấy uy nguyên và đưa lên. Anh Đoàn Trọng có comment ở trong đó rất là hay, rất là chính xác. Thì chắc chắn là ông Đoàn Trọng không ở đây rồi, nhưng mà chúng tôi đang dự trù là sẽ mời Đoàn Trọng, Đỗ Dũng, Vũ Nhân, Phố Môn Trang TV một buổi để nói chuyện chung với nhau. Và chúng ta đặt máy, chúng ta quay mỗi một cơ quan quay máy theo kiểu của mình. Chúng tôi hy vọng là sẽ được đáp ứng cái điều đó. Nhưng mà tiếp tục cái câu chuyện như này, mục đích là tôi để cho đài Little Sài Gòn TV lần đầu tiên họ mới về Việt Nam, họ có thể có một cái sản phẩm để giới thiệu cho hải ngoại. Và tôi muốn rằng là cái micro Little Sài Gòn TV, viết tắt LSTV, nó nằm ở chính thức tại thủ đô Hà Nội. Trong cái buổi họp đó có chào quốc kỳ của hai nước, quốc kỳ Hoa Kỳ, quốc kỳ của Việt Nam. Đấy. Và lá quốc kỳ của Việt Nam và lá quốc kỳ của Mỹ tung bay phất phới trên bầu trời. Tôi muốn rằng là KBC Hải Ngoại nó bây giờ nó tầm thường rồi. Hãy để cho đài Little Sài Gòn họ có một cái thước phim. Và cái thước phim đó tôi tin rằng nó đã khóa học Ngô Kỷ rồi. Tại vì Ngô Kỷ có nói rằng Nguyễn Phương Hùng bước xuống phi trường là đã bị an ninh giữ chân lại, không cho làm APEC. Thành tôi thực hiện đúng theo lời của Ngô Kỷ là KBC Hải Ngoại không cần làm cái phóng sự đó, mà để cho Little Sài Gòn TV họ làm cái chuyện đó. Tuy nhiên có một cái chuyện bên lề này. Anh Vũ Hoàng Lân là một cái hố. Anh Vũ Hoàng Lân, anh có một người quen ở Đà Nẵng. Anh ấy đặt sẵn rồi. Và anh ghi danh cái xe của anh ấy, có mặc cái mở bảng để Bonsa TV được phép vào. Thì cái điều đó thì anh Vũ Hoàng Lân mới đi vào trong cái Intercom. Cái Intercom là không cho ai vào trong đó hết. Tất cả các năm nhà báo hải ngoại này, và chỉ cho một số rất ít cái phóng viên nước ngoài vào. Thì hôm đó là cái hội TPP nó họp ở trong cái Intercom. Intercom mới khánh thành đây và rất là lớn ở mãi tuốt ở trong Tiên Sa đó, ở trong Sơn Trà, chứ không phải ở ngoài Mỹ Khê này. Thì anh Lân anh vào trong đó, anh quay Intercom xong rồi anh khoe rằng Tổng thống Donald Trump sẽ cư ngụ tại Intercom, khách sạn rất lớn nhất của Việt Nam bây giờ đây là Intercom. Nhưng mà rất cột khi mà ông Trump ông tới thì ông lại ở chỗ khác. Nhưng như này, vấn đề an ninh đâu có ở. Không, cái chỗ đó là an ninh nhất. Vâng, nhưng mà ông sẽ ở những nơi mà ông thuận tiện trong. Không, cái khách sạn 2S là khách sạn rất là bình thường, bắt đầu tầm được. Khách sạn Intercom là khách sạn an ninh nhất. Tất cả các con đường đi vào Intercom đều bị phong tỏa hết. Không có một xe nào đi vào trong đó hết. Và cái Intercom là một cái hội nghị, và chỗ trung tâm hội nghị lớn nhất. Và đó là lý do tại sao mà cái ngày bế mạc mấy ngày kia, cái ngày đó họ dùng ở trong Intercom. Nhưng mà đó, Bonsa TV đoán lầm, tại nghĩ rằng nó quá hoành tráng như vậy, thành ra ông Donald Trump sẽ phải ở đó. Rốt cục ông Donald Trump ở một khách sạn rất là bình thường, khách sạn Hyatt Hotel. Nhưng mà họ đã sắp xếp cái an ninh ở đó rồi, họ phải về đó thôi. Không, họ không về đó. Ông không về Intercom. Ông về Hyatt. Họ sắp xếp vì an ninh ở không đó. Không phải, tại vì ông Trump, ông ai cũng đoán là ông ở Intercom. Tôi cũng đoán là ông ở Intercom. Đấy. Và nhưng mà mình đoán, nhưng mà mình lại làm một cái video nói rằng ông ở đó. Và đó tới là quay phim trước. Đấy. Để mà là sau này ấy, hóa ra bị hố.
Bị hố là ông Trump ông không về đó, ông ở Hyatt Hotel. Mà cái Hyatt Hotel ở ngay bên ở trong thị xã của Đà Nẵng, không nằm bên Mỹ Khê luôn. Nó nằm ở trong thị xã Đà Nẵng. Cái điều rất là đặc biệt. Và khi mà ông Trump ông ra ngoài Hà Nội cũng vậy, ngày 12 ông ra Hà Nội, ông họp báo với lại Chủ tịch Trần Đại Quang. Ông cũng không ở cái khách sạn mà ai cũng đoán là JW Marriott mà khách sạn ông Obama ở. Đấy. Một đêm thôi đó là từ $5,000 cho tới $15,000 một đêm, tùy theo anh ấy. Mà ông Obama ông lấy nguyên cả một cái floor, tức là tất cả toàn bộ đó là của ông Obama. Lần này ông Donald Trump, ông cũng lại rất, có lẽ rằng theo tôi nghĩ rằng ông đã từng làm chủ những khách sạn lớn rồi. Thành ra đối với ông có một cái khách sạn để dừng chân không cần thiết phải là nó hoành tráng. Ông ở một cái khách sạn ở ngay bờ Hồ Hoàn Kiếm. Sofitel. Dạ, Sofitel đó. Đã. Nhưng mà Sofitel là một cái khách sạn cũng lớn chứ không phải là cũng nhỏ. Nhưng mà nó đi ra ngoài cái dự đoán của mọi người, nó phải là một cái khu vực riêng biệt như là JW Marriott. Không còn xuống bờ Hồ Hoàn Kiếm ông uống cà phê, ngồi cà phê vỉa hè chứ. Đấy. Ông Donald Trump mình thấy rằng ông là một tỷ phú nhưng mà ông lại vô hóa ra ông lại rất là bình dân. Thì đó là một vài cái chuyện mà không biết là có một cái chuyện vui là các bác có nghe thấy ông Phan Kỳ Nhân nói gì không? Tại vì trước khi ông Phan Kỳ Nhân ông đã ra một cái video rồi mà ông bảo rằng thách lãnh đạo Việt Nam mời ông Donald Trump tới. Ông Donald Trump không bao giờ nhận lời tới đâu. Dạ, không bao giờ nhận lời đến. Vâng, không mà nếu mà ông Donald Trump mà nhận lời thì ông sẽ đâm đầu vào cái bồn cầu ở cho Đức Trần Hưng Đạo, ông chết. Thành ra cũng tội nghiệp cái trình độ như thế này. Trình độ như thế này. Thành ra nó bị đầu độc lâu rồi, là mình không ngạc nhiên. Những cái hiện tượng như là Ngô Kỳ hay là như là ông... Và bữa này lại, bây giờ họ lại đổi giọng. Và nói rằng hội nghị thành đô nó sẽ... Cái là dân Việt Nam cho Trung Quốc sớm hơn sau cái APEC, bởi vì các cuộc họp vừa rồi Tập Cẩm Bình là đã ra lệnh rồi, mày đưa cái Việt Nam cho tao. Bây giờ nó họ bị bí tất cả rồi. Tôi nói rằng anh ấy, có nhiều người gọi nó là gọi là một cái đại cục. Tôi bảo xin lỗi, người ta nói đại cuộc chứ không nói ai đại cục hết. Đại cục là cái cục to, mà cái cục to thường là bị bón lắm thành mới thành đại cục được. Chúc giữ cho quê hương không chúc thôi. Quê hương. Vâng, thì cái rất là vui là cộng đồng 5 tháng nay không có biểu tình. Từ khi ông Phan Kỳ Nhơn bị bà Thanh Hiền dí, tôi phải nói rằng đây là dí đàng hoàng á, còn hơn là người vợ đánh ghen với người chồng nữa. Người vợ đánh ghen người chồng không có dí như là bà Thanh Hiền dí ông Phan Kỳ Nhơn, là dí để coi cái bao nhiêu tiền. Đấy, bảo nói chúng tôi đã họp 4-5 lần rồi mà yêu cầu anh Phan Kỳ Nhơn lên tiếng, anh Phan Kỳ Nhân không lên tiếng, là cái vụ mà cái miếng đất ở bên cạnh Target ở trên đường Harbor đó, bán cho một cái cơ quan, một cái casino, nó mở cái sòng bài. Bà bảo rằng là cái bà Bùi Thế Phát là chủ tịch cộng đồng với lại các ông ủy viên của Garden Go, nó bán cái Garden Go của chúng ta rồi. Mình là người tị nạn qua đây ở nhờ người ta, mình xin ở nhờ, bây giờ mình lại xưng là cái Garden Go của chúng ta nữa. Tôi thấy nghe tức cười. Tuy nhiên rằng thưa các bác, bây giờ là coi như mình, nếu các bác không có bàn gì, tôi xin được nói chuyện sơ qua về cái vấn đề mà ngoài cái vấn đề tôi đi cái APEC, có những cái vấn đề như thế này. Tôi đi vào ngày mùng 1 Tết, đài truyền hình VTV9, VTV1, VTV2, VTV4 đồng loạt sẽ chiếu cuốn phim mà gọi là mùa xuân hội ngộ, cái là có một cái hội ngộ mùa xuân cái gì đó. Nhưng mà thường thường mỗi một năm là bên Việt Nam họ có một cái đề xuất này, các đài truyền hình nào đưa ra một
cái đề xuất nào hay đấy thì họ chọn cái đề tài đó. Thì năm nay đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh VTV9 họ thắng thì trong cái chủ đề của họ đó, thứ nhất là cái nghệ sĩ Thanh Thúy, nghệ sĩ Nguyễn Thị Thanh Thúy là nghệ sĩ ưu tú, thì cô đã từng đóng cái vai cách đây 20 năm đóng vai cô Võ Thị Sáu, bà Võ Thị Sáu. Cô Võ Thị Sáu là lúc chết là có 17 tuổi, mà lúc chết năm ngày mùng 1 tháng 12 năm 1952 do Pháp nó giết. Lúc đó thì mình chưa chia đôi đất nước, lúc Pháp hay còn cai trị miền Nam.